Tử vi tuổi Quý Dậu 1993 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, cái tháng mà các cụ nhà ta thường gọi là tháng của ma quỷ. Trong thời điểm này, không ít những chuyện ma quái xảy ra. Vậy nên trong dân gian, người ta thường kiêng kỵ không làm những việc lớn trong tháng này. Vậy thì vận trình của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng này sẽ ra sao? Mặc dù từ đầu năm đến giờ, những người tuổi Quý Dậu đã gặp không biết bao nhiêu những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Họ có biết bao dự định chưa hoàn thành. Nhưng thật bất ngờ, vào đúng tháng 7 âm lịch này, vận trình của họ lại có những bước tiến nhảy vọt đáng kể, đưa họ đến thành công, may mắn đến cuối năm, thành công vang dội, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu mỏi tay không hết. Tử vi tuổi Quý Dậu đã khiến cho biết bao con giáp khác thèm khát và đố kỵ, nhưng họ cũng không kém phần kính nể. Trong phần luận giải ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng quý vị phân tích về vận trình của những người tuổi Quý Dậu trong tháng 7 âm lịch, để có thể biết được bí mật giúp những người tuổi Quý Dậu có những bất phá ngoạn mục trong tháng cô hồn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Quý Dậu 1993 mệnh kiếm phong kim, tài vận của quý vị rất tốt. Tuy nhiên, tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra. Thế nên, tay làm hàm nhai mà tay quay làm miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà gia chủ tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm được quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi mà làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ lại đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kỳ bo bẩn tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh nên một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước, chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Quý âm thủy gặp bính dương hỏa nên được gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Vào tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những người sinh năm 1993 sẽ có một gia tài thịnh vượng. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bản mệnh cũng sẽ kiếm thêm từ bạn bè. Có điều quan trọng là bản mệnh phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp, bản mệnh sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ. Gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng xua đuổi tà ma, oan khí, đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ về vận trình của gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bản mệnh có thể cảm thấy lạ lẫm, lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Bản mệnh là người có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bản mệnh nản lòng
mà còn khiến mọi người thêm vững tâm, tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Quý Dậu phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không sẽ phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất vị trí mà mình đang có. Nên bình tĩnh, suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Ngoài ra, trong thời gian này, gia chủ tuổi Quý Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Sang tháng 7 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Phần tài lộc của gia chủ tuổi Quý Dậu không khởi sắc trong tháng 7 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bản mệnh cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phát lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm, gia chủ tuổi Quý Dậu tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bản mệnh, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bản mệnh không hòa hợp được với đối phương. Mọi người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh, trao đổi với bạn đời để có thể tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Dậu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Quý Dậu còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Quý Dậu có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bản mệnh phải lo lắng hơn, dễ thức khuya, hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bản mệnh. Mọi người nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm cho thị lực ngày càng giảm sút. Kênh Phong Thủy Gia Quát khuyên bản mệnh nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng trị tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Quý Dậu có thể nắm rõ
tránh trường hợp không may xảy ra. Mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, tức ngày 11 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, tần mão, nạp âm, tùng bách mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 7, tức ngày 23 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, quý mão, nạp âm, kim bạc kim. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 7, tức ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, ất mão, nạp âm, đại khê thủy. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Quý Dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, từ ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, nhâm thìn, nạp âm, trường lưu thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 7, từ ngày 24 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, giáp thìn, nạp âm, phúc đăng hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 7, từ ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bính thìn, nạp âm, xa trung thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tận trình tử vi của gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chúc mọi người luôn gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.